ban cho đời thoát trừ cái nồng. Nay dục thúc cầu quân tu ki, ngày nào mà Phật tiên tọa vị ấy thời lai bình trị muôn dân. Khắp các nơi chư quốc xưng thần, trong bốn biển chúng dân lạc nghiệp, theo dõi gót người xưa mới kịp. Dừng mây lành ngủ sắc hào quang, Phật thanh tiên đông độ lướt sang miền Nam địa phấn chi. Các quý vị, hiện tại các anh mình đang chuẩn bị bằng áo chàng vô để chuẩn bị đi tỉnh Chân Dung. Đăng cấp nước cờ mới nay đã khởi sắc, trổ tài hay biển lấp non dời. Dưới cùng trên ảm đạm khí trời, cả thế giới mưa hòa gió thuần, tạo nền mong thánh quân đặt dựng, nơi triều ca gây dựng tôi hiền. Giờ mắt câu nên còn đài thiên quai nấy linh, tỏ tình đời ít câu cung thình, mong khán quan vào cửa xem tuồng. Cỏ cùng cây điệu thú chim muôn, nhân với vật quần lai bổn tánh, đó mới biết ai là Phật thánh, ai thạo hiền, ai lỗi đạo nhà. Đồng hát câu phụ tự khải ca, chúc trăm họ muôn nhà thành thơi. Bồ đào rượu thanh trà tiên, muôn năm cộng lạc Chúa hiền tôi trung. Nam mô A Di Đà Phật. Mày lượng xuống tới rồi bây giờ. Cái đội về ban sự trung ương cùng với ban quan tự hôm nay thì cũng có anh Tư Bạch cũng tham dự đúng không vậy, để chuẩn bị thỉnh Chân Dung vào chánh điện luôn quý vị. Chánh điện Phật tiên thanh muôn loài vạn vật cũng ở trong quả đất dựng gầy, siêu thân nhẹ tách đường mây, trầm luân quan nghiệp càng gây thêm hoài. Ta chí dốc tầm đài nguyệt kiến, cho dương trần rọi chuyện sai lầm, định thần dẹp hết tà tâm, quần lai bổn tánh thần khâm
quỷ nhường. Bỏ cái tánh tự cường tự trọng, gẫm cuộc đời cái bóng theo hình. Tu hành đâu kể nhục dinh, ta làm bổn phận ngạo khinh mặt đời. Đầu ngưỡng vọng đất trời minh chứng, tâm lòng thành quyết dừng đạo đời. Đôi điều hòa nhã nơi nơi, thân này mới chịu ngồi ngơi thật bàn. Lòng trẻ thảo biết đoàn biết kết, phí xác phàm mê mệt đâu nài. Bắn rừng dẹt phá gốc gai, đưa người lương thiện đến ngay niết bàn. Thấy biển khổ đâu an lòng đặng, xong thuyền ra cứu vớt sanh linh. Miễn cho bá tánh dạng mình, hết cơn bệnh tật hết tinh đạo tà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng đồng đạo, hôm nay là ngày 11 tháng 5 năm Giáp Thìn 2024, được sự thống nhất chung của ban thường trực, ban trưởng hương, ban hòa tự, chùa Bát Hòa Tự cũng như ban đại lễ, do điều kiện thời gian lâu dài cho nên chân dung của đức thầy để an vị đại lễ đài trong các ngày lễ trọng của đạo đã phai màu, cho nên thống nhất đã in đại chân dung. Và hôm nay là ngày chúng ta sẽ an vị nơi chánh điện chùa An Hòa Thượng. Với sự có mặt của đầy đủ quý vị đồng đạo, chúng ta đã đến để cầu nguyện trước chánh điện chùa An Hòa Thượng để quốc thế dân an, để mọi việc đều được tốt đẹp, để dịp đại lễ tiến hành thành công toàn vẹn. Và buổi lễ an vị chánh điện đức thầy hôm nay nơi đây chứng kiến quân trên gia hộ, để trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta đồng hướng về nơi chánh điện chùa An Hòa Tự đồng xá ba xá, quỳ xuống. Chắp tay đưa lên trán thành tâm cầu nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ, Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quan Thượng Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bảy Núi cảm ứng chứng minh. Hôm nay là ngày 1 tháng 5 năm Giáp Thìn 2024. Chúng con ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hảo, ban quản tự chùa An Hòa Tự và toàn thể đồng đạo đã cung kính chân dung đức thầy đến an vị tại chánh điện chùa An Hòa Tự để thực hiện nghi thức tổ chức đại lễ 18 tháng 5 kỷ niệm 85 năm ngày đức thầy khai sáng nền đạo Phật giáo Hòa Hảo tại lễ đài chùa An Hòa Tự. Chúng con đồng nguyện cầu ơn trên gia hộ cho đất nước Việt Nam và các nước trên thế giới đều được hòa bình an lạc, mưa thuận gió hòa, toàn thể đồng bào và nhân loại được lạc nghiệp, nhà nhà ấm no. Việc tổ chức đại lễ 18 tháng 5 kỷ niệm 85 năm ngày đức thầy chúng con khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo
đã được thành công trọn vẹn. Buổi lễ cung thỉnh chân dung đức thầy hôm nay an nghỉ tại chánh điện chùa An Hòa Tự, ơn trên cảm ứng chứng minh hộ độ bá tánh vạn dân, tiêu tay tịnh sự giải thoát mê ly. Nam mô A Di Đà Phật. Tìm cội cũ về nơi tiếng cảnh mới nhàn thanh. Nhàn thanh tìm kiếm kiếm nơi tâm Phật cũ ngày xưa hãy ráng tâm. Nhành lá sum suê màu đượm dẻ,
non thần biến đổi hết rừng lắm. Rừng lắm cây đã thấy ngày nay, mà ruột năm non có cát đầy chờ đợi con hiền nói tục cổ, tới thời thượng cổ điệu hòa mai. Vỏ vỏ đêm thanh nức giọng vàng, kiển cây sum màu đượm mùi nhang, phù dung rã gánh thân yên nhà. Thành thới gia trung gặp chữ nhàn, chữ nhàn vô sự mới nên tiên. Bát nhã từ đây gặp cửa thiền, bể giác bờ mê ngài vượt khỏi. Lánh đời tục lụy rất tiền khiên, tiền khiên kiếp tạo bởi trần thân, đạo diệu dồi trao lập chí cần. Luyện tánh trao tâm cho sạch sẽ, rứt rồi nở thể khỏi ưu phiền. Ưu phiền thường sự chúng ta bà, Phật cảnh mau về ắt lánh xa. Tỉnh ngộ từ đây người gặp chủ, phủi trần tìm kiếm chữ ma. Đứng bên đây Water ơi, tôi bảo thôi. Rồi chưa mấy thợ? Nghe hết. Rồi. Hết rồi. Không chưa? Để. Kính thưa toàn thể quý vị đồng đạo, chúng ta đã cầu nguyện và bộ phận cánh tiếp đã an vị chân dung đức thầy nơi chánh điện của Hòa Thượng đã xong. Sau đây mời toàn thể quý vị trang nghiêm, chúng ta hướng về chân dung đức thầy vừa mới an vị, chúng ta đồng kính lễ thống nhất. Kính lễ. Kính lễ. Kính. Thôi mời quý vị đồng xá hai xá. Phần nghi thức cung thỉnh chân dung đức thầy an vị nơi chánh điện chùa An Hòa Tự để chuẩn bị cho đại lễ 18 năm sắp đến. Đến đây đã xong. Thay mặt trong ban trị sự trung ương, ban quản tự chân thành cảm ơn toàn thể chư quý vị đồng đạo, cảm ơn bộ phận tài trợ, cảm ơn quý vị trong ban khánh tiếp đã thực hiện nghi thức cung thỉnh đến đây đã hoàn thiện. Sau đây thay mặt ban quản tự mời quý vị đến chùa An Hòa Tự dùng bữa cơm. Cảm ơn. Mời dùng cơm. Chị ơi, có một tin mừng, chân dung thầy được để ở đây tới lễ luôn. Tới lễ luôn. Quá hay, quá hay, quá hay, quá hay. Khung cảm ơn truyền câu hồi gì, thà làm hiền mà biết non sông, điên như ta điên giống tiên rồng, điên gờ ách xích xiềng thế tục, chuông linh khứu ba hồi dục thúc
đờn lối âm khởi điều êm tai. Con lành duyên khá trợ gót hài, điên quyết chỉ dắt người lanh tục. Đào mở cửa bài câu minh mục, nước ma tưới tắt lòng phàm. Coi trung ương luân chuyển phương Nam, mở hội thanh chọn người trung hiếu. Tử vì nước còn ghi linh miêu, thác vì đời thanh sự danh.